Lúc bấy giờ, thân thể Trung Nhạc đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị. Trong thức hải tiến hành quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng, có một loại khí độ cao vút vô biên, phảng phất như là một vị chư thiên chi chủ, vạn thế chi hoàng vậy. Xin mời. Hắn lạnh nhạt nói, thanh âm bình đạm lại truyền khắp thần chiến chi địa. Thần quang lập tức như nước thủy triều tuôn trào về phía này. Từ xa nhìn lại, thần quang đủ mọi màu sắc, giống như sóng lớn ngập trời, dập trời ngập đất, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng cuốn thẳng về phía tọa thụ. Oanh một tiếng, thần quang vừa mới cuốn tới, tọa thụ ngàn vạn cành lá chập chờn, lá cây ào ào tung bay, thân cây lù lù bất động, cắm rễ vào trong đại địa. Trong thần quang là từng tôn thần linh đủ loại diện mạo, hình dáng thiên kỳ bách quái. Từng kiện thần binh chấn động, không gian lắc lư, thần uy chảm thiên liệt địa, đồng thời công kích lên tọa thụ, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Lúc bây giờ, sắc mặt Sư Bất Dịch cũng tái nhợt, tám bàn tay cầm thật chặt Bát Cực Khung Binh, bộ dạng thất thần nhìn một màn này. Trong lòng của hắn đã nảy sinh khiếp ý. Trong chớp nhoáng này, hắn lướt mắt nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy sắc mặt Trung Nhạc vẫn bình tĩnh như mặt nước giếng cổ, không chút gợn sóng, không khỏi thoáng ngẩn ra, trong lòng thầm khen ngợi. Cái tên khốn kiếp này có thể thắng được ta cũng không phải là do may mắn, phần tâm cảnh này ta thật sự xa xa cũng không bằng. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh yên tĩnh, tĩnh lặng trước giờ chưa từng có. Trong thức hải, tọa hoàng quan tưởng đồ cũng hoàn chỉnh trước giờ chưa từng có. Từ sau khi Tân Hỏa truyền thụ cho hắn một môn công pháp này, hắn tu luyện cho tới bây giờ vẫn như cũ, chưa thể tìm hiểu thấu triệt toàn bộ. Hiện tại, tâm cảnh của hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ lạ, khó hiểu. Vậy mà lại có thể hiện ra hoàn chỉnh môn quan tưởng pháp này. Đột nhiên, hắn chợt cảm giác được, trong cõi u minh, loáng thoáng có thanh âm tế tự, thanh âm cầu chúc truyền tới, phảng phất như là lời kêu gọi của tiên dân viễn cổ, vừa như ca, vừa như chúc, vừa như cầu, lại vừa như nguyện. Những thanh âm này xuyên qua tuế nguyệt xa xôi, xuyên qua thời gian hơn 70 vạn năm, truyền vào trong tai của hắn, truyền vào trong não hải của hắn. Tân Hóa, đây là thanh âm gì vậy? Trung Nhạc lẩm bẩm, nghe như mê như say. Ngươi nghe được sao? Tân Hỏa vô cùng kinh ngạc. Ngươi vậy mà nghe được lời nguyện cầu của tiên dân Hỏa Kỳ sao? Đây là lời nguyện cầu của các tiên dân thời đại Hỏa Kỳ, tế tự các đời Tọa Hoàng, gọi là Tọa Hoàng Túng. Chỉ khi nào ngươi lĩnh ngộ được tinh túy của Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ mới có thể nghe được lời kêu gọi viễn cổ này thôi. Lúc này, từng tôn thần linh phóng tới trước người Trung Nhạc. Bọn họ chia ra trước mặt, sau lưng, trái phải, trên dưới, đồng thời giết về phía hắn. Tiếng hô giết vang lên rung trời, thần uy cuồn cuộn ngập trời ập tới. Trên mặt Trung Nhạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Phải, ta nghe được lời cầu nguyện của bọn họ rồi." Bên tai hắn, trong đầu của hắn xuất hiện một cỗ hồng lưu do vô số thanh âm của tiên dân hội tụ tạo thành, phảng phất như lời ca hát nguyện cầu xuyên qua thời gian hơn 70 vạn năm truyền tới. Tại thời đại Hỏa Kỳ, thần thúc bước ra. Tại thời đại Hỏa Kỳ, hỏa đạo khởi đầu. Tại thời đại Hỏa Kỳ, vạn tộc lan tràn. Tại thời đại Hỏa Kỳ, tọa thụ che trời. Tại thời đại Hỏa Kỳ, tọa hoàng tọa thiên. Trong thanh âm ca sướng, toàn thân Trung Nhạc biến thành Thái Cực Đồ, dùng thân thể hắn làm long văn, cắt ra âm dương thần ma. Thân thể của hắn khẽ di chuyển, Thái Cực Đồ theo đó di chuyển, giống như quang mạc huyễn lệ xoay chuyển xung quanh thân thể của hắn. Tôn thần viên chi linh của Kim Thủy Bạo Viên thần tộc kia là kẻ đầu tiên phóng tới. Con thần viên này bị Trung Nhạc thu mất kim bổng, lại hai lần bị Trung Nhạc đánh chết. Lần này nó ôm hận đánh tới, nhảy nhót tung bay trên cành lá của tuệ thụ, leo trèo như bay, tốc độ chính là nhanh nhất. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng tới trên đỉnh đầu của Trung Nhạc, hai chân chụp lấy hai vai Trung Nhạc, hai tay biến thành lợi trảo, chảo về phía đầu lâu của Trung Nhạc. Trung Nhạc trở tay rút đao, đao quang lóe lên, cái đầu của nó rơi xuống đất. Thân thể không đầu của con bạo viên kia lập tức xoay người bỏ chạy. Đột nhiên thân thể của nó chợt bốc lên một cỗ thái dương thần hỏa hừng hực, thiêu đốt tới mức kêu gào không thôi. Mà lúc này, một tôn thần linh chợt từ bên dưới nhào lên, thần thông ầm ầm bạo phát, hóa thành một ngọn núi lửa khổng lồ. Địa hỏa bị luyện thành thần hỏa, thần hỏa là do Văn Lộ Đồ Đằng thần cấp cấu thành, lan tỏa ra uy năng cực kỳ khủng bố, kéo Trung Nhạc vào trong núi lửa mà luyện hóa. Thái Cực Đồ xoay chuyển, ngọn núi lửa bị Thái Cực Đồ mạnh mẽ cắt ra. Toàn thân Trung Nhạc hiện ra tám cánh tay, hai tay cầm Thái Dương thần đao, hai tay cầm Nguyên Tử thần đao, hoành ngang thần đao chém đầu thần linh, dựng thẳng thần đao chém thân thể thần linh.
một đao chém ra, Thái Dương mọc lên, một đao hạ xuống, Minh Nguyệt trầm luân. Trong chớp mắt, lại có thêm hai tôn thần linh bị chém trúng, thân thể sụp đổ, hóa thành vô số điểm linh quang, muốn bay trở về tế đàn của chính mình. Từng đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, trung tâm sáu đạo quang luân, một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát phiêu phù, phát ra hấp lực đáng sợ, hút từng đạo linh quang kia vào trong cây đèn đồng, thế nhưng có vào không có ra. Thân thể Trung Nhạc trông ngược, đầu trúc xuống dưới, đuôi rắn quấn lên thân cây tọa thụ, tốc độ di chuyển như bay, không ngừng chạy loạn trên cây tọa thụ, to lớn khôn cùng này, liên tiếp chém giết với chư thần. Đột nhiên, chân linh kim ô của hắn chợt bay ra, há miệng, phun ra Thái Dương thần hỏa. Thần hỏa hừng hực nhất thời, thiêu đốt tọa thụ, toàn thân tọa thụ nhất thời, bị thần hỏa ngập trời, bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như một vầng Thái Dương rơi xuống đất, bốc cháy hừng hực. Một màn này vừa mỹ lệ lại vừa đồ sộ. Tại Đại Hoang, trên Kiếm Môn Sơn, trên Kim Đỉnh, Tứ Minh Thú đang dương mắt quan sát bốn phương tám hướng, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, chỉ thấy một vầng đại nhật lóe lên ở phía tây, có một quả Thái Dương sáng ngời rơi xuống Tây Hoang, cuối cùng bất động luôn ở nơi đấy. Thật sự là gặp quỷ rồi. Tứ Minh Thú cực kỳ kinh ngạc, vội vàng thông báo cho Thủy Tử An, lên tiếng nói: Đại trưởng lão, có một vầng đại nhật rơi xuống phía tây, dừng lại ở nơi đó mãi không chịu tắt đi, phi thường cổ quái. Ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn quái sự như thế này. Thủy Tử An cũng vô cùng nghi hoặc, hắn sống lâu, nhìn thấy quái sự cũng rất nhiều, nhưng Thái Dương hạ xuống mà mãi không tắt hẳn, cái này chính là phi thường cổ quái. Xem ra, Tây Hoang có đại sự phát sinh rồi. Thủy Tử An nhất thời trầm ngâm, suy tư nói: Còn cần phải đi điều tra một chút xem sao. Truyền lệnh cho luyện khí sĩ tại Tây Quan tiến vào Tây Hoang, nghe ngóng một chút xem rốt cuộc có cái gì xảy ra. Lúc này tại thần chiến chi địa, trong vầng Thái Dương thiêu đốt hừng hực kia, cây tại thụ lại càng lúc càng cao ngất trời, chống đỡ vầng đại nhật này. Trong vầng đại nhật không biết bao nhiêu tôn thần linh vĩ ngạn đang di chuyển như bay trên cây, nhao nhao giết về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cũng không ngừng chạy loạn, chân linh kim ô đảo quanh trên đầu của hắn, không ngừng giang cánh tấn công, ngăn cản tập kích từ phía trên đánh xuống. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nhảy tới trên một phiến toại diệp, phiến lá cây khổng lồ vừa vặn nâng lên thân thể của hắn, nghênh chiến thần ma bát phương. Mà trên đầu hắn, chân linh kim ô đang giao chiến với một tôn thần linh đầu người thân chim. Phía dưới, một tôn thần linh há miệng giống giận, hai tay tầng tầng oanh kích về phía phiến toại diệp bên trên, nỗ lực công kích Trung Nhạc từ phía dưới. Mảnh toại diệp chợt đại phóng quang mang, vậy mà thành công ngăn cản đạo công kích này, khiến cho công kích của hắn hoàn toàn vô hiệu. Đây là cây gì vậy? Vậy mà lợi hại như vậy sao? Tôn thần linh kia không khỏi tán thán. Trên phiến lá cây, Trung Nhạc lực chiến với chư thần, liên tục chém chết hơn 10 tôn thần linh, cả người đầy thương tích. Bản thân hắn cảm ngộ hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ, hơn nữa còn là đang đứng trên tọa thụ, kim mô thiêu đốt tọa thụ hóa thành một vầng Thái Dương, khiến cho hắn trong lúc giơ tay nhấc chân uy lực nhất thời đại tăng. Mà thanh âm tiên dân viễn cổ ngâm sướng lóng thoáng chuyển tới kia, thanh âm ngâm sướng tại hoàng tụng lại khiến cho hắn cảm thấy tọa hoàng do chính mình quan tưởng ra đạt được sự gia trì tới từ viễn cổ, khiến cho uy lực lại càng phi thường dũng mãnh. Mà bản thân tọa thụ đại nhật này cũng là một đại trận luyện hóa mạnh mẽ, chỉ cần tiến vào đại nhật, leo lên tọa thụ sẽ liền không ngừng bị Thái Dương thần hỏa hừng hực luyện hóa, thực lực tự nhiên không còn cường hoành như trước đây nữa. Nhưng thần linh giết lên tọa thụ lại cơ hồ vô cùng vô tận, giết mãi không hết, khiến cho bản thân hắn cũng khó có thể chống đỡ, rất nhanh đã thương tổn lại càng thêm thương tổn. Xoẹt. Trung Nhạc bộc phát lực lượng, qua đao chém đôi một cỗ thần thi, đang định thu cỗ thần thi này vào trong cây đèn đồng. Đột nhiên chỉ thấy một tôn thần linh thân cao ba tấc cưỡi trên một con cốt thú phóng chạy như bay trên tọa thụ, dọc theo thân cây gào thét lao tới. Con cốt thú này cũng là một tôn thú thần, sớm đã bỏ mình, chỉ còn lại một bộ xương cốt, bất quá vẫn có thể nhìn thấy sự cường đại của nó lúc còn sống. Tôn thần linh ba tấc kia mặc dù rất nhỏ, nhưng lại mọc ra bốn cái đầu, tám cánh tay, đứng thẳng trên giữa trán cốt thú, tay không tấc sắt gào thét giết về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cũng không dám có chút nào xem thường hắn. Thú cốt là hỗn huyết giữa yêu tộc với những chủng tộc khác, có thể hàng phục một tôn thú thần làm tọa kỵ, tất nhiên cũng là một tôn tồn tại không tầm thường. Tôn thần linh ba tấc này tất nhiên có chỗ đáng sợ của hắn. Đột nhiên không gian chợt chấn động,
Một cỗ sóng âm từ trên không trung oanh kích thẳng xuống, một tôn thần linh bạch bước bay vòng quanh chân linh kim mô của Trung Nhạc, treo ngược thân thể trên cành cây, mở miệng phát ra từng vòng âm ba, không ngừng công kích xuống dưới. Những vòng sóng âm kia của con bạch bước còn lan tỏa kim quang, vậy mà từ trên chụp xuống, bao phủ toàn thân Trung Nhạc, chụp hắn vào bên trong. Tôn thần linh bạch bước kia treo ngược trên cây, cái miệng lớn mở ra, càng lúc càng nhiều vòng âm ba kim hoàn rơi xuống. Trong nháy mắt đã trói Trung Nhạc lại như đòn bánh tét, mà tôn thú thần kia thì nâng chảo vỗ xuống, hung hăng đánh lên trên người Trung Nhạc. Cùng lúc đó, công kích của những thần linh khác cũng đồng thời đánh tới. Thanh thần đao trong tay Trung Nhạc đột nhiên biến thành Thiếu Hạo Trung, đoang đoang mấy tiếng ầm vang, Thiếu Hạo Trung ầm ầm tan rã. Công kích của chư thần nhao nhao đánh tới, đột nhiên phiến toại diệp kia chợt đảo ngược xuống dưới, nhất thời mấy tôn thần linh liền không chỗ đặt chân, đầu dưới chân trên té thẳng xuống dưới. Toàn thân Trung Nhạc đứng thẳng, tám cánh tay mở ra, bứt đứt đám âm ba kim hoàn kia. Hắn mới vừa thở phào một hơi, đã nhìn thấy tôn thần linh ba tấc kia phóng người nhảy lên, vứt bỏ quất thú một bình giết tới. Tế! Trung Nhạc thôi động nguyên tử thần đao, mạnh mẽ chém xuống. Tôn thần linh ba tấc kia cười hăng hắc một tiếng, lách người tránh thoát, chân đạp trên đao quang giết về phía hắn. Trung Nhạc vứt bỏ thần đao, không người bái một cái, vạn thần ào ào hiện ra, nhất tề tế tự, khiến cho khí huyết của hắn nhất thời cuồng bạo, trùng kích về phía tôn thần linh ba tấc kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, tôn thần linh ba tấc kia vậy mà mạnh mẽ ngăn cản lại vạn thần chiều bái của hắn, phóng tới trước mặt của hắn, một quyền đánh lên trên mặt Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, xương mặt bể nát mấy chỗ, nhục thân vặn vẹo, bị tôn thần linh ba tấc kia đánh cho bay ngược về phía sau. Cái đầu thật cứng à. Tôn thần linh ba tấc kia thở dài tán thán. Nhạc tiểu tứ, đây là một tôn thiên thần chi linh. Tân Hỏa cả kinh kêu lên. Cẩn thận một chút, tiểu sao hỏa này là tồn tại cùng cấp bậc với ma tộc bát tổ. Sao, thiên thần chi linh cũng phải chết thôi. Hai tay Trung Nhạc chụp tới, Thái Dương thần đao và nguyên tử thần đao bay trở lại trong tay, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hai con du long nhỏ bé, đột nhiên chui vào giữa hai ngón tay của một bàn tay hắn. Ba quả thần nhãn của hắn nhất thời bắn ra ba đạo thần quang, công kích xoay quanh tôn thần linh ba tấc đang phóng thẳng tới kia. Ánh mắt của Trung Nhạc nhanh tới mức nào đây, cơ hồ có thể nói là nhìn thấy nơi nào đánh tới nơi đó. Nhưng tốc độ của tôn thần linh ba tấc kia nhanh tới mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Ba đạo thần quang kia vậy mà cũng không thể bắt lấy phương vị của hắn được, bị tôn thần linh ba tấc kia nhanh chóng tiếp cận, lắc mình một cái đã phóng tới trước mặt Trung Nhạc, lại oanh tới một quyền nữa. Trung Nhạc đứng sừng sững bất động, giơ hai ngón tay lên cắt về phía trước một cái. Hai ngón tay hắn giống như hai con dao long, răng sắc một tiếng đã cắt đôi thân thể tôn thần linh ba tấc kia. Đây chính là thần thông của Phong Hiếu Trung, Long Giao Tiễn. Bất quá ở trong tay của hắn, Long Giao Tiễn lại hoàn toàn thay đổi hình dạng. Thái Dương thần đao và nguyên tử thần đao là hai đạo thần quang bị hắn giấu vào giữa hai ngón tay. Long Giao Tiễn cắt một cái, một tôn thiên thần chi linh đã đứt thành hai đoạn. Nếu Phong Hiếu Trung nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chật chật lấy làm kỳ lạ, phi thường mà tán thưởng. Sau khi cắt đôi tôn thần linh ba tấc kia, hai ngón tay của Trung Nhạc cũng bị chấn cho vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ phiêu tán, chỉ còn lại hai thanh thần đao. Xoẹt! Đám quang luân sau đầu của hắn chuyển động, cây đèn đồng phát ra một cỗ hấp lực khủng bố, hút hai khúc thân thể của tôn thần linh ba tấc này vào trong cây đèn. Mà lúc này, từng tôn thần linh từ phía dưới phóng người bay lên. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, phiến toại diệp lại một lần nữa lật ngược một cái. Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy tôn thần linh bạch bức kia treo ngược trên cành cây, âm ba kim hoàn từ trong miệng vòng vòng bắn ra, một lần nữa trói chặt hắn lại. Tôn thần linh bạch bức kia đầu dưới chân trên, cặp cánh như đao, cặp chảo như rùi, điên cuồng công kích về phía hắn. Trung Nhạc điên cuồng giống lớn, mạnh mẽ xé rách đám kim hoàn. Sau đầu hắn hiện ra chân linh tinh thiềm, há miệng giống lớn về phía tôn thần linh bạch bức kia. Hai người, một kẻ đứng thẳng, một kẻ treo ngược, không ngừng công kích lẫn nhau. Trung Nhạc từng bước tiến công, móng vuốt tôn thần linh bạch bức kia chụp lấy đám cành lá phía trên, từng bước lui về phía sau. Đột nhiên một đạo đao quang lóe lên, cái đầu tôn thần linh bạch bức kia rơi xuống đất, bị thu vào trong cây đèn đồng. Trung đại lão gia, không chống đỡ nổi nữa rồi. Sư Bất Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Sư Bất Dịch đẫm máu, so với hắn còn thê thảm hơn rất nhiều. Dù sao Trung Nhạc có chân thân phục khi, có bất tử chi thân, thương thế mặc dù nặng nhưng cũng rất nhanh hồi phục trở lại.
bản thân sự bất dịch, lại không có bất tử chi thân, thực lực mặc dù mơ hồ còn mạnh hơn Trung Nhạc một tia, nhưng nếu là chiến đấu lâu dài lại có chút không bằng đường Trung Nhạc. Đi! Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, chân linh kim ô gào thét bay tới trợ giúp cho sư bất dịch nghênh chiến, mà bản thân mình thì dùng chân linh tinh thiềm bảo vệ phía dưới. Trên đỉnh đầu thì bỏ không, nhất thời bị mấy tôn thần linh nhìn ra tiện nghi từ phía trên công kích xuống. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, áp lực nhất thời đại tăng, cật lực giết về phía vị trí của sư bất dịch. Sư bất dịch cũng là một cánh tay đắc lực của hắn, không thể mặc kệ nhìn sư bất dịch bị chư thần đánh chết được. Rốt cuộc hai người hội hợp lại với nhau, lưng tựa lưng cùng nhau chém giết, áp lực nhất thời giảm bớt đi không ít. Trong bối cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, từng mảnh lá thần dược bay ra cấp cho sư bất dịch để cho hắn phục dụng chấn áp thương thế. Đột nhiên chân linh kim ô của Trung Nhạc chúng phải công kích, nhất thời bị thương nặng, gào thét một tiếng, bị một tôn thần linh mạnh mẽ xé rách. Chân linh kim ô của hắn mặc dù đã là tiên thiên chân linh, nhưng dù sao chỉ mới thành tựu trong thời gian ngắn, xa xa không bằng được cây tại thụ này. Tôn thần linh kia xé rách chân linh kim ô, trong lòng không khỏi đại hỉ, nhưng lúc này chỉ thấy cành lá tại thụ bay lượn cuốn lấy kim ô đưa vào trong ô xào. Trong ô xào thần quang lượn lờ, chân linh kim ô rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, nhất thời khiến cho đám thần linh không khỏi mở miệng chửi ầm lên. Thương thế hai người Trung Nhạc và sư bất dịch càng lúc càng nặng, mà bốn phương tám hướng vẫn như cũ có vô số thần linh không ngừng nhào tới, vô cùng vô tận. Sư bất dịch đột nhiên cười ha hả lên tiếng nói: "Trung lão gia, thật ra bản thân ta vô cùng bội phục ngươi." "Sao? Bội phục ta sao?" Trung Nhạc há miệng phun ra một ngụm máu, song đao hóa thành tế đàn, chính là đại tế đàn thiên địa thổ phụ tế tự, tươi sống tế diệt một tôn thần linh giơ lên trên tế đàn, mỉm cười hỏi lại. Sư bất dịch tế khởi bắt cực sát trận, mạnh mẽ đón đỡ công kích từ đối diện oanh tới, nhất thời bị chấn cho há miệng thổ huyết, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta rất ít khi bội phục cường giả khác, cho dù là lão đầu tử phong thường đã phá vỡ chân thân binh phương của ta, ta cũng chưa từng bội phục hắn ta. Cho dù là thần minh còn sống, ta cũng chưa từng bội phục, bởi vì chỉ cần chân thân minh vương của ta không còn sơ hở, ta sớm muộn gì cũng sẽ có thể siêu việt hơn bọn họ, bao trùm lên bọn họ. Chỉ có ngươi mới chân chính khiến cho ta thật lòng bội phục." Khí tức của hắn không ngừng suy giảm, cho dù là yêu thần minh vương quyết khiến cho pháp lực của hắn hùng hồn không gì sánh được, khí huyết vô cùng dồi dào, nhưng chiến đấu tới hiện tại, con đại sư tử này cũng đã vô lực chống đỡ được tiếp. Hắn cười hăng hắc nói: "Người rõ ràng là đồ đệ của ta, lại lừa gạt được tai mắt của ta, còn nhất cử phản bội, bắt giữ ta, khống chế ta, khiến cho ta trở thành tọa kỵ của ngươi. Trong lòng ta vốn dĩ phi thường không phục, nhưng hiện tại không ngờ ngươi lại có thể kiên trì lâu hơn ta. Ta sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy chính mình không bằng ngươi. Bất quá, cho dù ta bội phục ngươi, lại không thể tiếp tục cùng ngươi cùng sống cùng chết nữa rồi. Ta đã kiên trì không nổi nữa rồi." "Kiên trì một chút đi." Trung Nhạc giống lên một tiếng, đột nhiên trong cây đèn đồng một thanh thần đao bay thẳng lên cao, hắn phẫn nộ quát lớn: "Bởi vì ta sắp sửa sử dụng toàn lực rồi." Thần dược đao vừa xuất hiện, Trung Nhạc lập tức tế đao, một đao chém chết 8 tôn thần linh, lại tế đao một lần nữa, đao trả một tôn thiên thần chi linh. Ánh mắt sư bất dịch sáng ngời, ho ra một ngụm máu tươi, cười sằng sặc nói: "Tên khốn kiếp này, sao ngươi không tế xuất sớm một chút đi?" "Sư yêu chủ, hắn không dám tế xuất thanh đao này là vì kiêng kỵ Côn Bằng thần tộc ta." Từ xa xa chợt truyền tới một tiếng cười lớn, chỉ thấy một tòa tế đàn từ từ bay lên, trên tế đàn cung phụng nửa thanh thần đao, chính là một nửa còn lại của thần dược đao. Từng gã cường giả Côn Bằng thần tộc quỳ rạp trước tòa tế đàn kia, thành kính quỳ bái tế tự thần dược đao. Côn đại tiên sinh và Bằng đại tiên sinh đứng ngay bên cạnh thần dược đao. Côn đại tiên sinh cười ha hả nói: "Trung sân thế, Phong đại tế ti đã mời chúng ta tới đây thu đao." Bằng đại tiên sinh lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta không phải là thần tộc Tê Hoang, chỉ tới thu hồi thần dược đao mà thôi, sẽ không tham chiến." Thanh thần dược đao trong tay Trung Nhạc đại phóng quang mang, không ngừng run rẩy, nỗ lực bay ra khỏi tay hắn, sắp nhập với nửa thanh thần dược đao còn lại trên tế đàn. Hai tay Trung Nhạc gắt gao cầm lấy nửa thanh thần đao này, không cho nó bay đi. Côn đại tiên sinh và Bằng đại tiên sinh cũng quay sang tế tự triều bái, nhất thời khiến cho lực lượng lôi kéo thần dược đao càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Gào!
Trên tế đàn của Trọng Lê thần tộc, thanh Bát Long Chấn Thiên Phủ kia đột nhiên sống lại, bị lực lượng tế tự đánh thức. Bát Long ngửa mặt lên trời giống dài, oanh kích về phía toại thụ, hung hăng chém thẳng lên toại thụ. Cây toại thụ này có thể vững chắc chống đỡ công kích của mấy ngàn tôn thần linh, nhưng vừa bị Bát Long Chấn Thiên Phủ chém một cái, từng đầu cành lá đứt đoạn, lá cây tung bay chốc ra, thân cây cơ hồ bị chặt đứt gãy ngang. Toại thụ bị trọng thương, Trung Nhạc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời khó có thể chống đỡ được và khống chế được thần dực đao. Nửa thanh thần dực đao tuột bay khỏi tay, sắp nhập với nửa thanh thần đao còn lại ở trên tế đàn. Thần dực đao rút cuộc cũng khôi phục lại trở lại. Hiện tại đã kiên trì không nổi nữa rồi. Sư Bất Dịch dương mắt nhìn về phía Bát Long Chấn Tiên Phủ một lần nữa oanh tới, phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói: Trung Đại Hóa, ngươi lừa gạt ta. Ngươi nói sau khi kinh lịch trận chiến này, ta sẽ có thể tu thành nguyên thần thuần dương. Trung Nhạc ưỡn thẳng sống lưng, đối diện với Bát Long Chấn Thiên Phủ một lần nữa oanh kích thẳng tới. Hắn mỉm cười nói: Đại sư tử, cố gắng kiên trì thêm một hồi, nói không chừng ngươi sẽ có thể tu thành nguyên thần thuần dương rồi. Sư Bất Dịch cũng ưỡn thẳng thân thể, cố gắng tu động pháp lực. Đột nhiên chín cái đầu mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun ra máu dơ bên trong buồng phổi, há miệng thở hổn hển nói: Ta đã không được rồi, chiến đấu không nổi nữa rồi, ngươi thì sao? Trung Nhạc quát lớn một tiếng, mạnh mẽ đón đỡ công kích của đám thần ma bắt phương. Chân linh tiên thiên kim ô mạnh mẽ sẽ tan một tôn thần linh. Đồng thời trong bế cảnh nguyên thần, một sợi dây lụa trắng tinh bay ra. Sợi dây lụa đón gió tung bay, nghênh đón công kích của Bát Long Chấn Thiên Phủ, lạnh lùng nói: Ta tạm được, vẫn còn có chút dư lực. Sợi dây kia va chạm với Bát Long Chấn Thiên Phủ, chỉ thấy Bát Long từ trong Chấn Thiên Phủ bay ra, vươn ra long chảo chụp về phía sợi dây lụa kia. Xoẹt. Đột nhiên móng vuốt của 8 con hỏa long trên Chấn Thiên Phủ nhao nhao bị chém đứt. Sợi dây lụa kia giống như một đạo đao khí chém xuống Bát Long Chấn Thiên Phủ, vậy mà có thể chém vào kiện thánh khí Chấn Thiên Phủ này. Bát Long Chấn Thiên Phủ vốn dĩ đã bị trọng thương trong trận chiến thần hoàng lăng tại Tây Hoang, bị đánh tới mức rách nát tả tơi, hiện tại lại càng là họa vô đơn chí, uy năng lại một lần nữa bị tổn hại. Đó là cái gì vậy? Sắc mặt đám người Hạ tông chủ Trúc Dung Nhan Khâm nhất thời đại biến, chỉ thấy sợi dây lụa kia cắt vào trong Bát Long Chấn Thiên Phủ một đoạn lớn, ngay cả thánh khí cũng không thể ngăn cản, cơ hồ là muốn cắt đứt đôi kiện thánh khí này. Sợi dây lụa này chính là khí tiên thiên thái âm do Nguyệt Thần lúc trước tặng cho Trung Nhạc, báo đáp ân cứu mạng của hắn. Khí tiên thiên thái âm mặc dù không bằng tiên thiên thái âm thần thủy, nhưng dù sao cũng là vật tiên thiên, bản nguyên của tiên thiên Nguyệt Thần, không phải là kiện thánh khí Bát Long Chấn Thiên Phủ vốn đã bị thương nặng này có khả năng sánh được. Mau, mau, mau thu hồi thánh khí. Sắc mặt Hạ tông chủ vàng như đất, vội vàng cao giọng quát lớn. Bát Long Chấn Thiên Phủ gào thét bay ngược trở về. Trung Nhạc cũng bị lực phản chấn đánh cho thất khiếu chảy máu, thân thể không ngừng lay động. Hắn giơ tay lên thu hồi đạo khí tiên thiên thái âm kia, nhịn không được rồi lại phun ra một ngụm tiên huyết nữa. Khí tiên thiên thái âm hiển nhiên rất lợi hại, nhưng kẻ thôi động đạo khí thái âm này lại là hắn. Chống lại Bát Long Chấn Thiên Phủ, hắn cần phải thừa nhận lực phản chấn của Bát Long Chấn Thiên Phủ. Thương thế của hắn vốn dĩ đã rất nặng, hiện tại tự nhiên lại càng nặng hơn, không bị lực phản chấn đè chết đã là rất may mắn rồi. Cặp mắt Trúc Dung Nhan Khâm chấp động, nhìn về phía tế đàn của Côn Bằng thần tộc, chỉ thấy đám cường giả của Côn Bằng thần tộc sau khi thu hồi thần dực đao cũng không lập tức rời khỏi, mà chỉ là tiếp tục quan sát. Nàng đột nhiên ôn nhu nói: Côn đại tiên sinh, Bằng đại tiên sinh, vì sao hai vị sư huynh lại bằng quang đứng xem như vậy? Trung Sơn Thí nhiều lần giết chết cường giả Côn Bằng thần tộc các ngươi, thậm chí còn lấy trộm thánh khí thần tộc của các ngươi. Tính tình của hai vị sư huynh thật sự tốt như vậy hay sao? Trong lòng Côn đại tiên sinh và Bằng đại tiên sinh cực kỳ tâm động, giữa Trung Nhạc và Côn Bằng thần tộc quả thật có thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Bất quá Tây Hoang có quy củ của Tây Hoang, lần này là Trung Nhạc ước chiến với các thần tộc Tây Hoang, nếu bọn họ tùy tiện nhúng tay vào chính là phá hư quy củ. Đây cũng không phải là thù riêng, mà là cuộc chiến tôn nghiêm của Tây Hoang và nhân tộc. Nếu Côn Bằng thần tộc tùy tiện nhúng tay vào, Côn đại tiên sinh và Bằng đại tiên sinh cũng lo lắng các thần tộc Tây Hoang sẽ vì vậy mà khó chịu, vì vậy bọn họ cũng có chút chần chừ. Lần này là cơ hội tốt để suy yếu thực lực của thần tộc Tây Hoang và nhân tộc Đại Hoang, chúng ta không cần tham dự vào. Côn đại tiên sinh đột nhiên chuyển âm nói,
Trong lòng Bằng Đại Tiên Sinh nghiêm nghị, nhất thời hiểu rõ ý của hắn, cười ha hả nói: "Đa tạ hảo ý của Trúc Dung phu nhân, chỉ là đây là chuyện riêng của Tây Hoang, chúng ta không dám đi ngược lại quy củ, chúng ta đi thôi." Tế đàn của Côn Bằng thần tộc nâng đỡ thần dực đao bay lên, đám cường giả Côn Bằng thần tộc vây quanh tế đàn này bay ra ngoài thần chiến chi địa. Trong lòng Côn Đại Tiên Sinh và Bằng Đại Tiên Sinh còn đang vui vẻ, đột nhiên chợt nghe từ xa xa truyền tới một tiếng long ngâm vang vọng. Một thanh thần kiếm giống như một con bản long từ từ bay lên, soạt một tiếng chém thẳng về phía thần dực đao. "Bản long kiếm của long tộc sao?" Sắc mặt đám cường giả Côn Bằng thần tộc kịch biến, vội vàng tế thần dực đao. Uy năng thần dực đao nhất thời tăng vọt, giống như cặp cánh Côn Bằng mở ra nghênh đón bản long thần kiếm. Hai kiện thánh khí chấn tộc va chạm với nhau, uy năng khủng bố thổi quét ra bốn phương tám hướng. Thần dực đao nhất thời bay về phía sau hơn vạn dặm. Côn Bằng thần tộc và long tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp với nhau, lúc trước nửa thanh thần dực đao rơi vào trong tay Trung Nhạc, bên phía long tộc tự nhiên rất nguyện ý nhìn thấy một màn này. Hiện tại thần dực đao khôi phục lại như lúc ban đầu, quay trở về trong tay Côn Bằng thần tộc, long tộc tự nhiên là sẽ không ngồi yên bàng quang, tất nhiên là sẽ xuất thủ cướp lấy thanh thần đao này. Đột nhiên bầu trời chợt tối sầm lại, chỉ thấy không gian ầm ầm chấn động, một con đại côn to lớn khôn cùng hiện ra ngay phía sau thần dực đao. Mỗi một con mắt đều có phương viên hơn 10 dặm, chính là côn hầu chi linh. Linh của côn hầu vậy mà cũng xuất hiện tại thần chiến chi địa này, toàn thân lan tỏa khí tức khủng bố vô biên. Lúc trước, hắn bị Ích Tà thần hoàng và Hiên Viên kiếm đánh cho trọng thương, bỏ chạy lên Mộc Diệu tinh lánh nạn. Hiện tại, không ngờ chẳng biết lúc nào đã quay về trên tổ tinh, chỉ là mãi vẫn luôn ẩn nấp, không xuất hiện. Lúc này, nhìn thấy long tộc muốn xuất thủ đoạt đao, côn hầu lập tức hiện thân. Thân thể con đại côn này đại biến, từ thân cá đột nhiên hóa thành kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng lắc mình bay lên, hóa thành một tôn thần linh đầu chim thân người, chân chim chảo chim, lưng mọc cọc cánh, vươn tay chụp lấy thần dực đao. Uy năng thanh thần dực đao trong tay hắn nhất thời tăng vọt, không chỉ gấp mấy chục lần khi ở trong tay Trung Nhạc, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Một đao đón gió nhất thời chém bay bản long thần kiếm. Ngay sau đó, côn hầu vỗ cánh bay lên, giơ tay chém xuống. Tay lên đao xuống, trong nháy mắt đã bổ ra không biết bao nhiêu ánh đao, hết thảy đều chém xuống bản long kiếm, gần như muốn chém gãy nát bản long kiếm. Năm xưa côn hầu bại trong tay long hầu, toàn chủng tộc bị trục xuất ra khỏi tổ tinh, lưu đày tới Mộc Diệu tinh. Đây chính là thâm cừu đại hận, bất luận là long tộc hay là Côn Bằng thần tộc đều là có ý muốn mãnh liệt muốn tiêu diệt đối phương. Mà lúc này lại có một đạo long ngâm vang vọng, một cá long chảo vươn ra khỏi không gian bắt lấy bản long kiếm. Chỉ thấy long hầu đầu dòng thân người cất bước đi ra khỏi không gian. Trong bầu trời xa xăm, một tòa tế đàn hoành đại từ từ xuất hiện, rất nhiều cường giả long tộc nâng đỡ tế đàn phiêu phủ giữa không trung, vạn long tung bay không ngừng vần quanh chiều bái tế đàn. Hai tôn thần hầu chư linh tao ngộ, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, giết tới long trời lở đất. Trên toại thủ, Sư Bất Dịch nhìn thấy một màn này không khỏi dùng mình một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy không thôi. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua, không ngờ côn hầu cũng đang ẩn nấp trong thần chiến chi địa, chờ đợi đoạt lại thần dực đao từ trong tay Trung Nhạc. Nếu Côn Bằng thần tộc tế tự thần dực đao, cũng không thể cướp đi nửa thanh thần đao từ trong tay Trung Nhạc, sợ rằng tôn thần hầu này sẽ đích thân xuất thủ. Nếu côn hầu đích thân xuất thủ, đây tuyệt đối chính là tử kỳ của bọn họ. Lẽ nào Trung Sơn Thí cũng nghĩ tới côn hầu đang ẩn nấp ở trong phụ cận, cho nên mới cố ý để cho Côn Bằng thần tộc thu lại thần dực đao sao? Sư Bất Dịch nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc tựa hồ không có chút kinh ngạc nào đối với việc côn hầu xuất hiện ở đây, vẫn như cũ ra sức chém giết với thần linh các tộc. Côn hầu xuất hiện, long tộc đoạt đao tựa hồ cũng đều nằm trong sự dự liệu của hắn. Gia hỏa này thật đáng sợ, nói không chừng hắn thật sự nắm chắc có thể giết ra khỏi Tây Hoang. Trong lòng Sư Bất Dịch lại đốt lên ngọn lửa hy vọng, dốc hết toàn lực cật lực chém giết với chư thần bên trên tọa hoàng. Tế phẩm thứ 208. Thân thể Trung Nhạc lắc lư, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, thấp giọng nói. Trong từng tầng quang luân sau đầu của hắn, bên trong cây đèn đồng đã chấn áp 208 tôn thần linh cùng với thần minh, cùng với linh của Hiếu Mang lão tổ trong cái đầu người của Phong Vô Kỵ. Tế phẩm vẫn chưa đủ, vẫn còn xa lắm mới đủ. Trên toại thụ, đám chư thần vẫn tiếp tục nhao nhao giết về phía hắn. Thần nhân võ đạo Hạ Thị bị thức tỉnh lại, hai tôn thần nhân võ đạo cận thân chém giết với hắn, cực kỳ hung hiểm,
mà sư Bất Dịch thì đã sớm ngã xuống, bị hắn thu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Trên cây tọa thụ này chỉ còn lại có một mình hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Tế phẩm thứ 209. Trung Nhạc không người bái một cái, đánh nát một tôn thần linh. Cây đèn đồng phát ra một cỗ hấp lực hút tôn thần linh vỡ nát kia vào trong cây đèn. Oanh oanh. Sau lưng của hắn chúng phải công kích của hai tôn thần nhân võ đạo. Bất tử chi thân cơ hồ tan rã, thân bất do kỷ từ trên không tọa hoàng té thẳng xuống dưới. Một nhánh cây tọa thụ xoắn tới, soạt một tiếng quấn lấy hắn, đặt hắn lên trên một cành cây vừa thô vừa to. Trung Nhạc nuốt xuống ngụm máu tươi xông lên cổ họng, liên tục phóng chạy như bay. Tế phẩm còn chưa đủ, hắn cần phải tiếp tục giết nữa, tiếp tục chiến đấu nữa. Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có sống hoặc chết. Hoặc là hắn giết ra khỏi thần chiến chi địa, hoặc là hắn chết ở chỗ này. Mà giữa không trung, cuộc chiến giữa Côn Hầu và Long Hầu so với cuộc chiến trên tọa thụ càng kịch liệt hơn, uy năng bộc phát ra cũng càng mạnh hơn. Hai đối thủ một mất một còn gặp nhau đã không còn tôn địch nhân, chung là Ích Tà Thần Hoàng nữa, tự nhiên là phải phân ra một trận thắng bại sinh tử. Xa xa, đám cường giả Côn Bằng thần tộc và Long tộc xoay quanh tế đàn của tộc mình, không ngừng chiều bái tế tự. Thanh âm tế tự to rõ vang vọng khắp thần chiến chi địa. Lại có cường giả của các tộc Tây Hoang xoay quanh từng tòa tế đàn, tiến hành chiều bái tế tự, thanh âm tế tự càng lúc càng to càng rõ. Đám người Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm không rảnh quan sát trận chiến giữa Côn Hầu và Long Hầu. Mặc dù Trọng Lê thần tộc và Long tộc cùng cũng là kiều địch, thậm chí còn kết minh với Côn Bằng thần tộc để đối kháng với Long tộc, nhưng ánh mắt đám người Hạ Tông Chủ thì luôn gắt cao, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc trên tọa thụ, không hề có chút ý tứ sẽ giúp đỡ Côn Hầu. Chỉ thấy thân hình Trung Nhạc thoáng lảo đảo, không còn vững chắc như trước đây nữa. Nhãn tình hai phu phụ không khỏi sáng lên. Tới lúc rồi đấy. Trúc Dung Nhan Khâm mỉm cười nói. Pháp lực hiện tại của hắn hẳn là không thể tế khởi được đạo khí thể kỳ quái kia nữa rồi. Hạ Tông Chủ khẽ gật đầu, chợt quát lớn một tiếng. Mọi người nghe lệnh, chiều bái Bát Long Chấn Thiên Phủ. Đám cường giả Hạ Thị, Trúc Dung Thị nhất thời gật đầu một cái, tiến hành cầu chúc chiều bái về phía Bát Long Chấn Thiên Phủ. Uy năng thanh thần phủ này một lần nữa tăng vọt. Đại phủ thôn thiên, Bát Long ngẩng đầu, từ từ bay lên. Đây chính là một kích tất sát. Lúc này Trung Nhạc đã là dầu hết đèn tắt. Một kích này tất nhiên có thể chém gãy tọa thụ, khiến cho Trung Nhạc không còn sức chiến đấu tiếp, tất nhiên sẽ bị chư thần giết chết. Lên! Hai phu phụ Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm đột nhiên khom người, bái một cái về phía Bát Long Chấn Thiên Phủ. Thanh thần phủ này nhất thời đảo ngược. Bát Long đầu dưới thân trên, uy năng xé rách thiên địa, gào thét chém thẳng về phía tọa thụ. Đừng mơ tưởng! Một tiếng quát nhẹ vang lên, đột nhiên bốn tấm đại kỳ xuất hiện, đại kỳ tung bay. Tấm đại kỳ hình tam giác ngửa ra phương viên lên tới ngàn dặm. Bốn tấm đại kỳ rất nhanh đại biến thành bốn cái môn hộ. Bát Long Chấn Thiên Phủ ầm một tiếng chém thẳng lên trên một cái môn hộ trong đó. Trên mặt bốn tấm đại kỳ kia xuất hiện hư ảnh tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thân thể đỉnh thiên lập địa. Chỉ thấy trong tứ kỳ môn trận, tám con cự long gào thét, long thủ, long chảo, long thân cơ hồ vươn ra khỏi tòa đại trận này, ngay sau đó lại bị bốn con thần thú chấn áp trở lại. Bốn tấm đại kỳ không ngừng chấn động, kịch liệt va chạm với Bát Long Chấn Thiên Phủ đang bị vây khốn trong đó. Tứ thần thú kỳ ư? Trong lòng Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa tế đàn nhanh chóng lướt qua tuyết sơn trắng tinh của sơn mạch Liên Vân. Bốn phía tế đàn có tới mấy ngàn luyện khí sĩ nhân tộc đang thành kính quỳ bái thôi động tứ thần thú kỳ. Mà phía trước tế đàn, Quân Tư Tả, Anh Tư Hiên Ngang cùng với Phương Kiếm Khắc lưng đeo thần kiếm đang xuất lĩnh rất nhiều cường giả của kiếm môn chạy tới. Con người trong mắt Hạ Tông Chủ nhất thời co rút, phun ra hai chữ: kiếm môn. Lần này kiếm môn chạy tới vô cùng kịp lúc, vừa vặn ngay thời khắc Trung Nhạc sắp sửa dầu hết đèn tắt. Thủy Tử An dò thám tin tức, lúc này mới biết được Trung Nhạc đang xông ra Tây Hoang, muốn tại thần chiến chi địa nghênh chiến các thần linh của các thần tộc Tây Hoang. Vì vậy lập tức thông báo cho Quân Tư Tà điều động toàn bộ lực lượng của kiếm môn, thôi động tế đàn kim đỉnh, đái lĩnh từng giả kiếm môn một đường giết tới, ý đồ giải cứu Trung Nhạc. Trung Nhạc nghênh chiến các thần linh Tây Hoang tại thần chiến chi địa, chuyện này vốn dĩ là rất không công bằng. Trong Tây Hoang thần linh cực kỳ đông đảo,
mà Trung Nhạc lại chỉ có một mình Sư Bất Dịch hỗ trợ, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao chết ở nơi này. Cái tên khốn kiếp Trung sư đệ này không ngờ lại không thông báo tiếng nào, dự định một mình đón đỡ hay sao? Toàn thân Quân Tư Tà đằng đằng sát khí, liếc nhìn Phương Kiếm Các bên cạnh mình một cái, bước chân hai người tề động, đồng thời xông thẳng về phía toại thụ. Thân hình của Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm khẽ chuyển, đã chặn lại trước mặt hai người. Quân Tư Tà khẽ cắn răng một cái, đại tự tại thần kiếm xuất hiện trong tay, nghiến răng nói: Hạ Tông Chủ, Trúc Dung phu nhân, các ngươi không khỏi quá đáng rồi. Hạ Tông Chủ cười lạnh một tiếng nói: Lấy trộm tứ thần thú kỳ của tộc ta, hủy diệt Hỏa Đô Thành của tộc ta, khiến cho tổ tiên Hạ Hầu của Trọng Lê thần tộc chúng ta chết thảm, rốt cuộc là kẻ nào làm quá đáng đấy? Quân môn chủ không cần nhiều lời nữa đâu, hôm nay Trung Sơn Thị nhất định là phải chết ở nơi này, không có khả năng thứ hai. Trúc Dung Nhan Khâm mỉm cười nói: Quân môn chủ không cần nổi giận, Trung Sơn Thị xông vào Tây Hoang mạnh mẽ chống đỡ chư thần, cũng không phải chư thần Tây Hoang ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí ít đâu. Trong này còn có nguyên nhân khác kìa, chủ yếu là Trung Sơn Thị đã bắt giữ thần minh uy huyết thần của Tây Hoang, chạm vào nghịch lân, mạo phạm thần uy của Tây Hoang, chư thần Tây Hoang cũng là dựa theo quy củ mà tới thôi. Nếu hắn có thể đánh bại tất cả chư thần, giết ra khỏi Tây Hoang, vậy Tây Hoang sẽ mặc kệ cho hắn mang đi uy huyết thần, ân oán trước đây cũng sẽ bị một bút xóa bỏ. Đây là sự kính trọng đối với hắn ta. Năm xưa kiếm thần của nhân tộc các ngươi đánh bại chư thần Tây Hoang ở chỗ này, về sau thành lập kiếm môn tại Đại Hoang, các thần tộc Tây Hoang cũng không ai làm khó các ngươi cả, chính là đạo lý tương tự. Trong lòng Quân Tư Tà khẽ động, sở dĩ kiếm môn có thể tạo dựng lên Đại Hoang vẫn luôn sừng sững không ngã, chính là dựa vào uy phong do môn chủ đời thứ nhất năm xưa giết ra. Hắn đã xuất lĩnh nhân tộc giết ra Tây Hoang, sau khi thành lập xong kiếm môn, môn chủ đời thứ nhất chủ động binh giải, thân tử đạo tiêu, mà Tây Hoang cũng không nhân cơ hội này tiến công kiếm môn. Hóa ra trong đó còn có cái quy củ này: đánh bại chư thần mọi chuyện êm xuôi, đánh không bại vậy thì phải chết ở chỗ này. Uy huyết thần là một tôn thần minh, Trung sư đệ làm sao có thể bắt giữ được đây? Quân Tư Tà giận quá hóa cười: Rõ ràng là thần tộc Tây Hoang các ngươi muốn mượn cớ giết hắn mà thôi. Trúc Dung Nhan Khâm lắc đầu nói: Quân môn chủ có chỗ không biết rồi, uy huyết thần của quỷ thần tộc quả thật đã bị Trung Sơn Thí bắt giữ chấn áp rồi, thậm chí ngay cả Chư Cửu Mục tiền bối cũng đã đứng ra khuyên báo, nhưng lại bị hắn cự tuyệt thẳng thừng. Trước khi trận chiến này bắt đầu, các thần tộc Tây Hoang cũng đã dùng lễ mà đối đãi với hắn. Nếu hắn chịu thả uy huyết thần ra, mọi chuyện liền sẽ một bút xóa bỏ, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt. Tây Hoang năm xưa chính là vị trí thần đình, uy nghiêm không thể xâm phạm. Còn muốn sống rời đi nhất định là phải giống như kiếm thần, môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn vậy, đánh bại toàn bộ chư thần giết ra, quy củ là không thể sửa. Nếu quân môn chủ một lòng muốn cứu hắn, chính là đối địch với toàn thể thần tộc Tây Hoang, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Phương Kiếm Các đâm thẳng trường kiếm, kiếm quang lượn lờ, hắn đã tu thành cực cảnh của thông thần cảnh, kiếm quang hóa thành hung binh, kiếm chạm Hạ Tông Chủ, lạnh nhạt nói: Không cần nói nhiều, lúc này nói nhiều một câu, Trung sư đệ sẽ nguy hiểm thêm một phần. Quân Tư Tà quát một tiếng, tế khởi đại tự tại thần kiếm, giết về phía Trúc Dung Nhan Khâm. Nàng cười lạnh nói: Thần tộc Tây Hoang ngăn cản Trung sư đệ còn có tình có lý, dù sao cũng là hắn đã xúc phạm nghịch lân của Tây Hoang. Nhưng Trọng Lê thần tộc các ngươi là bá chủ của Nam Hoang, không ngờ lại mặt dày mày dạn tham dự vào chuyện này, đáng chết mà. Đại tự tại thần kiếm mặc dù không phải do nàng đích thân luyện thành, nhưng nguy năng của thần kiếm vẫn còn cao hơn kiện hung binh kia của Phương Kiếm Các. Nàng thân là môn chủ của kiếm môn, cộng thêm nguy năng của đại tự tại thần kiếm, chiến lực không thua kém Phương Kiếm Các chút nào. Hạ Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, tiến lên nghênh chiến Phương Kiếm Các. Hắn cũng là tồn tại cấp bán thần, cảnh giới tương đương với Sư Bất Dịch, bằng không cũng không thể trở thành tông chủ của Trọng Lê thần tộc, chỉ là vẫn chưa tu thành cực cảnh của thông thần cảnh mà thôi. Mà Trúc Dung Nhan Khâm thì lại thua kém một bậc. Hai phu phụ chia nhau nghênh chiến Quân Tư Tà và Phương Kiếm Các. Trúc Dung Nhan Khâm lắc đầu than thở: Quân môn chủ, ngươi đây là muốn phá hỏng quy củ của Tây Hoang, khiến cho nhân tộc đứng ở thế đối địch với thần tộc hay sao? Kính xin nghĩ lại. Nàng đột nhiên nhìn thấy ở xa xa một thân ảnh phóng chạy như bay.
hai ống tay áo phiêu phiêu hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Toại Thụ. Nàng đang muốn xuất thủ ngăn cản lại bị Quân Tư Tà lao tới quấn lấy. Thủy Tử An, lão giả hai ống tay áo phiêu phiêu kia chính là Thủy Tử An, hắn đang một đường lao thẳng về phía Toại Thụ. Côn đại tiên sinh, Trúc Dung Nhan Khâm vội vàng lớn tiếng quát lên, ngăn hắn lại, không thể để cho Thủy Tử An giết qua được. Người xuất thủ với hắn cũng không tính là làm trái quy củ của Tây Hoang. Côn đại tiên sinh, Bằng đại tiên sinh và rất nhiều cường giả Côn Bằng thần tộc đang lúc tế tự thần dực đao và Côn Hầu để cho thần dực đao sống lại, để cho Côn Hầu có đủ lực lượng tế tự nghênh chiến với Long Hầu. Hai người bọn họ vừa nghe Trúc Dung Nhan Khâm nói vậy, Côn đại tiên sinh lập tức bay lên không trung lao thẳng về phía Thủy Tử An. Thần linh đang giao chiến, tế tự không thể đứt đoạn. Vừa đứt đoạn tế tự, thần linh sẽ lập tức rơi vào trong giấc ngủ say. Kẻ tế tự càng nhiều, kẻ tế tự càng mạnh, tế phẩm càng nhiều, thực lực mà thần linh có khả năng phát huy ra cũng sẽ càng mạnh. Trong Tây Hoang có tới mấy ngàn thần tộc, trong số đó có những thần tộc gần như đã diệt tuyệt. Tộc nhân tế tự thần linh số lượng rất thưa thớt, vì vậy thần linh sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trung Nhạc có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Mà lần này Côn Bằng thần tộc tới đây sớm đã có chuẩn bị, mang theo rất nhiều cường giả thần tộc cùng tới tiến hành tế tự Côn Hầu và thần dực đao. Chính bởi vì Côn Hầu đã sớm đoán được Long tộc và Long Hầu sẽ nhân cơ hội đoạt đao, cho nên mới mang tới nhiều cường giả như vậy nhằm để đề phòng bất chắc. Lúc này Côn đại tiên sinh không tiếp tục tế tự, mặc dù cũng có chút ảnh hưởng tới thực lực của Côn Hầu, nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn, cũng không tới mức khiến cho Côn Hầu chiến bại. Cũng trong nháy mắt Côn đại tiên sinh lao thẳng về phía Thủy Tử An, đột nhiên lại có thêm một đạo thân ảnh nữa từ trên sơn mạch Tuyên Vân lao thẳng xuống, vỗ cánh bay tới, tốc độ nhanh như lưu quang lao thẳng về phía Toại Thụ. Cô Hồng Tứ của yêu tộc sao? Trong lòng Trúc Dung Nhan Khâm cả kinh, vội vàng cao giọng mệnh lệnh bốn gã cự bá của Hạ Thị và Trúc Dung Thị xuất thủ chặn giết cô Hồng Tử. Lần này Hạ Thị và Trúc Dung Thị cũng đã mang tới rất nhiều cường giả, mặc dù thiếu đi sự tế tự của bốn gã cự bá này và hai phu phụ Hạ Tông Chủ, có ảnh hưởng nhất định tới uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là thiếu đi một hai thành uy năng, còn có thể kiên trì được. Cô Hồng Tử đã bị ngăn cản, Trung Sơn Thí còn có tiền vốn gì nữa đây? Trúc Dung Nhan Khâm vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy trên đỉnh Tuyết Sơn, Thiếu Điển lưng cõng một gã thiếu niên phóng như bay xuống núi. Hắn từ xa xa tới khởi tấm da gấu trên người, tấm da gấu kia rơi xuống đất hóa thành một con hắc khủng, sau lưng mọc cánh, ầm ầm phóng chạy về phía cây Toại Thụ chỗ Trung Nhạc bên kia. Sao thanh kiếm kia? Khóe mắt Trúc Dung Nhan Khâm khẽ nhở lên, nhìn về phía thanh thần kiếm đang bay theo sau người gã thiếu niên kia, nhất thời nhận ra tính toán chân chính của kiếm môn. Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, Thủy Tử An và cô Hồng Tử cũng chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt người khác. Kẻ chân chính giải cứu Trung Nhạc vẫn là gã thiếu niên trên lưng Thiếu Điển và thanh thần kiếm sau lưng hắn kia, chính là Công Tôn Hiên Viên và Hiên Viên Kiếm. Thanh kiếm này chính là thần kiếm của Nhân Hoàng, bất luận là Bát Long Chấn Thiên Phủ hay là thần dực đao cũng đều không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiếm. Bằng đại tiên sinh, Trúc Dung Nhan Khâm kêu lớn, mau mau ngăn cản hắn lại. Bằng đại tiên sinh nhìn về phía hai cha con Thiếu Điển, trong mắt lộ ra thần sắc chần chừ, không vội tiến lên. Hắn bỗng nhiên lắc mình một cái, biến thành một con đại côn, mở ra cái miệng lớn phun ra một phiến đại hải, dập trời ngập đất tuôn trào xuống. Hắn không dám trực tiếp mạnh mẽ ngăn cản Hiên Viên Kiếm, bởi vậy không cầu có công, chỉ cầu không có tội, dùng một mảnh đại thủy ngăn cản đường đi của hai cha con Thiếu Điển, cố gắng quấn lấy bọn họ để cho bọn họ không thể tiếp cận Toại Thụ. Thiếu Điển khẽ nhíu mày, dừng lại bước chân, thả Hiên Viên chân lưng xuống, khoác tấm da gấu lên bả vai của Hiên Viên, khẽ vỗ vỗ bả vai nhỏ nhỏ của Hiên Viên nói, ta giúp ngươi mở đường, bản thân ngươi tự đi qua đi. Thiếu niên Hiên Viên gật đầu một cái. Thiếu Điển oanh mở biển rộng không ngừng lao tới, phiến biển rộng không ngừng khuấy động dâng trào, nước biển từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới, áp lực càng lúc càng mạnh. Hiển nhiên Bằng đại tiên sinh không dám lộ diện, chỉ có thể từ xa dùng pháp lực thôi khống biển rộng để cho hắn tiến lên gian nan. Thiếu Điển không ngừng lao về phía trước, cật lực chống lại pháp lực của Bằng đại tiên sinh, đánh ra một lối đi trong biển, quát lớn một tiếng, còn không đi sao? Thiếu niên Hiên Viên đánh bạo phóng chạy như bay trong hạp cốc dưới đáy biển, lao thẳng về phía bờ biển kia của phiến biển rộng.
Mắt thấy hắn sắp sửa chạy tới bờ bên kia, từ xa xa đã nhìn thấy một cây đại thụ thần hỏa dựng thẳng ở đó, trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên lúc này lại nhìn thấy một đôi giày vải màu trắng xuất hiện tại bờ bên kia của phiến biển rộng. Thiếu niên Hiên Viên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chủ nhân của đôi giày vải màu trắng này thân mặc hoàng sam, tay cầm một cây dù trắng, nửa thân trên bị cây dù trắng bao phủ, không thể nhìn thấy rõ hình dáng như thế nào. Thanh kiếm này chính là thanh thần kiếm cắm trong kiếm môn hay sao? Cây dù trắng dần dần vung lên, chỉ thấy dưới cây dù lộ ra một gã quái nhân, trước ngực mọc ra mọc hai cái đầu lâu bản ngao, bộ dáng dữ tợn hung ác, nhưng trên cổ không ngờ lại trống rỗng, không có cái đầu. Thiếu niên Hiên Viên nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Đây là chủng tộc gì vậy? Không cần sợ, ta là bá phụ Vô Kỵ của ngươi. Trước ngực Phong Vô Kỵ hai cái đầu bản ngao nhếch lên. Ngươi không tới được nơi đó đâu. Đinh 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 đinh. Năm chữ định vừa ra, uy năng của tiên thiên thần ngữ bạo phát, ngôn xuất pháp tùy, định trụ thiếu niên Hiên Viên lại tại chỗ, không thể động đậy. Đồng tử của thiếu niên Hiên Viên khẽ chuyển, tâm niệm đột nhiên khẽ động, Hiên Viên kiếm sau lưng cũng theo đó mà khẽ động, cắt đứt trói buộc, chém về phía Phong Vô Kỵ. Sắc mặt hai cái đầu bản ngao của Phong Vô Kỵ đại biến, cảm thấy toàn thân chính mình bị uy năng của thần kiếm bao phủ, căn bản không thể né tránh. Mắt thấy thanh thần kiếm này sắp sửa chém chết hắn, đột nhiên hai cái đầu bản ngao chợt quát lớn. Ngủ! Đầu óc thiếu niên Hiên Viên nhất thời ngừng trệ, thân thể ầm một tiếng ngã xuống, khò khò ngủ say. Mà uy năng của Hiên Viên kiếm cũng đột nhiên tiêu tan, rơi xuống trước người của hắn, giống như một gã hộ vệ thủ hộ lấy hắn vậy. Phong Vô Kỵ liếc nhìn thanh thần kiếm một cái, lại liếc nhìn thiếu niên Hiên Viên một cái, xoay người bỏ đi, trong lòng than thở. Tiểu tử này thật tốt số, nếu không có thanh thần kiếm này thủ hộ hắn, hắn đã sớm chết rồi. Trung Sơn Thế, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đấy? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía toại thụ, thân hình rung lên một cái, liền biến mất không thấy đâu nữa. Người hắn là đang đợi hai cô hóa thân Long Nhạc và ba tuần của ngươi sao? Thật đáng tiếc, bọn họ đã bị hai cô hóa thân của ta ngăn cản. Ngươi không đợi được bọn họ rồi. Đợi sau khi ngươi bỏ mình, chính là thời điểm ta thu hồi lại cái đầu người kia của ta. Trong sơn mạch Liên Vân, trên đại tuyết sơn mênh mang, lôi điện đan sen, sấm chớp cuồn cuộn, Long Nhạc tế khởi ba thanh thần đao đang giao đấu với Lưu Thanh Sơn. Hai người đánh tới mức nghiêng nghiêng ngả ngả, đánh tới mức sơn băng địa liệt. Mà ở một chỗ xa hơn, một cô hóa thân ma tộc khác của Phong Vô Kỵ lại đang nghênh chiến với công tử Ba Tuần. Hai cô hóa thân của Trung Nhạc đều đã bị chặn lại, không thể trở về bản thể. Thương Hải, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Trên một đỉnh núi của sơn mạch Liên Vân, Bạch Chấn Bắc nhìn về phía Bạch Thương Hải, thấp giọng nói. Trận thần chiến này chính là quy củ của các tộc Tây Hoang. Nếu Bạch Trạch Thị của chúng ta nhúng tay vào, chính là phá hoại quy củ của Tây Hoang, sẽ bị các tộc Tây Hoang ghi hận. Bạch Trạch Thị ta có thể tồn tại cho tới hiện tại, chính là do không phá hư quy củ của các tộc cả. Bạch Thương Hải mỉm cười nói. Sư tôn, ta không phải là nhúng tay vào trận chiến này, mà chỉ là trả lại cho Trung Sư Huynh một chút tu vi của hắn mà thôi, sẽ không vì vậy mà đắc tội với Tây Hoang đâu. Đi! Từ trong lòng ngực của hắn, một đạo khí thuần dương gào thét bay ra, phóng nhanh về phía Trung Nhạc xa ngoài vạn dặm. Đạo khí thuần dương kia càng bay càng xa, cũng lại càng lúc càng lớn, hóa thành một con thuần dương chi long, gào thét lao về phía Trung Nhạc trên toại thụ, thanh thế cực kỳ to lớn. Ta luôn cảm thấy người sẽ chọc ra tai họa cực lớn mà. Bạch Chấn Bắc còn có chút lo lắng nói. Bạch Thương Hải cười một tiếng nói. Người thật xem ta là tà bà tinh linh thể, là sao quả tạ rồi sao? Trên thế gian làm sao có loại linh thể sao chổi này? Thần sắc của Bạch Thương Hải nhất thời dại ra. Bạch Chấn Bắc cũng trừng mắt há miệng, không nói lời nào. Hai thầy trò ngây người như tượng đứng trên đỉnh núi, ngây ngốc nhìn về phía tại thụ đằng xa. Thương Hải, ngươi còn nói trên thế gian không có tà bà tinh linh thể, không có linh thể sao chổi sao? Ngươi nhìn đi kìa. Trên trán Bạch Chấn Bắc tuôn trào mồ hôi lạnh cuồn cuộn, không ngừng lẩm bẩm. Trong mắt Bạch Thương Hải cũng tròn xoe, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, run rẩy nói. Sư tôn, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi ngay thôi, chọc ra tai họa lớn như vậy rồi. Bị người khác phát hiện ra đạo khí thuần dương vừa rồi là ta cấp cho, sợ rằng Bạch Trạch Thị ta thật sự sẽ không xong rồi. Đi ngay thôi, đi ngay.
hai thầy trò lập tức biến thành một làn khói, biến mất, không thấy đâu nữa.